Thưa quý vị, kể từ khi chính thức mở cửa trở lại, ngành du lịch tỉnh đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi đã đón gần 1 triệu lượt khách đến Huế. Tuy nhiên, con số này chủ yếu là khách du lịch trong nước. Bước vào cao điểm đón khách quốc tế trong những tháng cuối năm, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị những gì để tận dụng tối đa cơ hội sớm phục hồi ngành du lịch sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh? Cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Kể từ khi chính thức đón khách quốc tế quay trở lại từ ngày 15 tháng 3, lượng khách quốc tế đến Huế ước tính đạt khoảng gần 80.000 lượt, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đã đề ra. Đây được xem là con số còn khá khiêm tốn so với kỳ vọng. Đây cũng là một vấn đề dễ hiểu khi thời gian này chưa phải là mùa cao điểm của du khách quốc tế, cũng như tình hình dịch của nhiều nước trên thế giới chưa thực sự ổn định. Bên cạnh đó, việc chưa có nhiều chuyến bay thẳng quốc tế được kết nối với địa phương cũng là một nguyên nhân dẫn đến điều này. Với quyết tâm cải thiện vấn đề này, thời gian qua, Sở Du lịch tỉnh đã luôn đồng hành cùng Hiệp hội Lữ hành tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan, phối hợp tìm ra các giải pháp cụ thể, thích hợp. Đây không chỉ là cơ hội giúp cho ngành du lịch tìm ra được các lối đi tốt nhất, mà còn là dịp để tăng cường liên kết giữa các tổ chức du lịch trong tỉnh, qua đó dễ dàng hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau phát triển hơn nữa trong tương lai. Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch, xem đây là một cánh tay nối dài của tỉnh nói chung cũng như là của Sở Du lịch nói riêng đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch, để truyền tải những thông tin, các chủ trương chính sách cũng như tiếp cận và tiếp nhận những ý kiến, những đề xuất, những sáng kiến từ các doanh nghiệp du lịch, và qua đó thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình cụ thể hơn để quảng bá truyền thông hoặc là xây dựng các sản phẩm mới. Thực sự là trong những năm là đấy thì sự kết nối giữa Sở Du lịch cũng như Trung tâm Xúc tiến Du lịch và các doanh nghiệp làm lữ hành ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên là rất là gần gũi, cũng mọi hàng ngày, không những hàng tháng mà hàng ngày cũng trao đổi thông tin qua lại giữa trên các group, để có thông tin gì mới thì bên hội chia sẻ với sở, phối hợp với sở, còn bên sở có thông tin gì mới thì cũng phối hợp với các doanh nghiệp, thì cái sự gắn kết đó là ngày càng được tốt hơn. Với tổng thể của hội lữ hành cũng như sở thì cũng ngày đêm là nghiên cứu để tìm ra những giải pháp cùng nhau thúc đẩy để đưa khách đến với Huế nhiều hơn. Để thu hút nhiều hơn khách du lịch đến Huế trong tương lai, Sở Du lịch tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị với các bên liên quan để tìm ra những hướng đi mới lạ. Thông qua hoạt động này, một số sự kiện nổi bật đã được đưa ra thảo luận để sớm đưa vào triển khai, như khai trương xe buýt 2 tầng, tổ chức các diễn đàn về dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe, triển khai các gói du lịch chăm sóc sức khỏe được ký kết giữa Sở Du lịch và Sở Y tế tỉnh, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế từ các khu vực có tiềm năng như Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, đồng thời tổ chức các chuyến farm trip khảo sát địa bàn, giới thiệu về nét đặc trưng của địa phương để thu hút khách quốc tế đến Huế, cũng là hoạt động được chú trọng trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã làm việc với một số hãng lữ hành quốc tế ở các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, châu Âu, Nhật Bản, và đặc biệt là với một số thị trường mới như Ấn Độ, và cũng dự kiến sẽ cùng với hội lữ hành sẽ tổ chức một số hoạt động như là đón đoàn farm trip từ Ấn Độ, là từ Hàn Quốc về miền Trung trong quý 4, rồi phương án tổ chức một số chuyến bay charter từ Thái đến Thừa Thiên Huế và từ Hàn Quốc đến Thừa Thiên Huế. Cũng qua chương trình này thì trong bên ban chấp hành hội lữ hành Huế cũng thống nhất có hai việc cần làm trong thời gian tới. Đấy là việc thứ nhất là tổ chức một đoàn farm trip dành cho các doanh nghiệp lữ hành Huế để đi qua khảo sát và làm hội nghị tại trên vùng Đông Bắc Thái Lan. Thứ hai là vào ngày du lịch thế giới ngày 27 tháng 9 thì hội lữ hành sẽ tổ chức cái ngày hội du lịch. Đấy, thì thông qua cái chương trình đấy thì hội lữ hành cũng Thừa Thiên Huế thì cùng vì sở mời rất là nhiều đơn vị lữ hành trên cả nước về đây để cùng khảo sát và trao đổi để nhằm tháo gỡ những cái khó khăn cho du lịch Huế để họ đưa khách đến với Huế nhiều hơn. Để thực sự thu hút được khách quốc tế, không chỉ các cơ quan quản lý phối hợp cùng các doanh nghiệp tìm ra giải pháp, mà còn cần cả sự nỗ lực cố gắng của chính các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Việc chủ động tạo ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn, xúc tiến liên kết với các đơn vị liên quan để tăng cường quảng bá điểm đến của doanh nghiệp cũng là cách để thu hút du khách trong và ngoài nước biết đến và quan tâm. Việc mà để có khách quốc tế trong thời gian tới là chúng tôi đã xúc tiến trong một thời gian dài. Kể cả trong 2 năm bị dịch thì chúng tôi vẫn thường xuyên kết nối với các hãng du lịch
hoặc là những đối tác mà đã có quan hệ lâu dài để giữ mối quan hệ và cho họ biết là cơ sở vật chất của mình vẫn không bị đóng trong quá trình dịch. Và nhưng mà đặc biệt từ khi Việt Nam thông báo mở cửa từ giữa tháng 3 thì chúng tôi tăng cường mạnh cái việc quảng bá kết nối với các hãng du lịch ở nước ngoài cũng như trong nước để tăng cường cái kiến thức cho họ biết về Việt Nam nói chung và cũng như Huế và Lan Hân Hương nói riêng để đào tạo về sản phẩm cho đối tác. Thị trường khách quốc tế luôn là một dòng khách tiềm năng mang lại nhiều cơ hội lớn cho bất cứ ngành du lịch của địa phương nào. Tuy nhiên, qua 2 năm dịch bệnh, việc ổn định trở lại cũng không thể nào đưa lượng khách trở về như con số ban đầu trong một sớm một chiều. Hy vọng rằng với những nỗ lực cụ thể đang được triển khai, số lượng khách quốc tế đến Huế sẽ sớm đạt được con số kỳ vọng trong tương lai không xa.